Nhưng mà cái cây đào nó có sự kiểu thọ. Kiểu thọ. Được cái là đề thông tin là chú nhận học anh là dòng dỗ hả? Sao chú biết? Mà mình kia bé tiếp nhận được khi đỗ. Quá mà mặt tình. Mặt tình hơi bị kinh thường. Được cái kinh thường là gì? Mình nhắn thế mà không nhận được khi đỗ. Và em thấy cây chanh to kêu nhận được cái tre à? Ở đây chứ cây đỗ biết. Đấy nhỉ? Dạ. Một thứ tư đưa xanh này với trăm. Đâu một tư màu cam. À đâu anh có cái gì vậy? Tre á. Tre á, tre là xanh gì vậy? Cái nhà này luôn hả? Vâng, hai xanh cộng với nhau với trăm. Còn nếu hai xanh xanh cộng với xanh cộng với trăm. Đó. Làm gì có? Em nhớ là có. Nó là màu đường gì không? Mày xuống đây đường bia. Nhìn dưới đây bia là đường bia. Nhìn dưới đây bia là đường bia. Cái anh vừa làm mẫu với em nhìn nó này còn có khối em lại làm thêm lại đều giống kiểu của em rồi. Em phải làm cho anh tạo ra khối cho anh. Làm nào phải để khối cho anh chứ đừng có làm mất khối nhá. Đừng có để nó nhiều nó đánh ấy. Không có cách nào khác đâu. Muốn đập thế nào thì đập. Muốn đẩy nào đẩy không được giống nhau. Của đề này đang giống nhau lắm. Thôi lên một tí. Bên dưới thì nó thêm đậm. Nhất là chỗ này nó gần 8 cây. Đó. Nó đậm. Nó gạt, nó gạt như núi. Đã qua chỗ này nó có cạnh thì mình mới đi ngang này thôi. Nên là mình gạt như núi. Đừng bít bít quá, đừng cưa quá. Đây là cái độ sức sức của rơm nhá. Đấy là tùy vào cái mà muốn rơm nó cũ cũ thì rơm đen lâu này không trắng. Đây là cái độ rơm của lâu lắm. Đấy, lâu lắm. Thấy không? Còn gạo kia này thì mới quá. Lệch sang bên lô nó phải phụ vào đây ngôi nhà chia lô như đây là một biệt thự chia lô đi liền kề đi đấy cái tường này nó lại lệch vào đây đấy, nó lệch vào đây để bắt được nhau để bắt nhau thấy chưa nó lại nó so nè một tí đấy thì đây là cái tường bên cạnh này đây là tường chính này đây là nhà đây khi mà xác định điểm công của mình
mức để làm không thì hướng nó về đấy đúng không? Kháng trường đấy, kháng trường đây, cái tụ này góc nhà này phải nằm đây. Thằng này cái tụ này tụ trên thì em nhé, chỉ cái này kháng trường thôi nhưng mà trong bọn em học là nó có công thức để tính chuẩn. Nhưng mà em không, cái này nó rất dài, cái môn này nó rất khó. Để tính được chuẩn là nó có một cái cách tính. Cái này thì tính thì tụ nó biết được. Nó bắt buộc cái đường này phải tụ của nhau này, bắt buộc cái đường này nó tụ của nhau này, thấy chưa? Cái nhà này chính diện nó lại hút kiểu khác, nhà này lại sang bên nó hút kiểu khác. Đây là chính này. Như đây. Mọi người nhìn nó hiểu ngay không? Biết này nó rất đơn giản đây. Đây cả cái cây cối thoải mái. Cây cối đây con giường đúng không? Cối đây. Cây kiểu tụ của cây này. Cây này cùng tuổi này. Đấy, cùng tuổi thì cây nó như này. Và khi đây là chỉ thiết gì thì đi là người của dân trời ở đây không thì các cái bờ cỏ bờ đất thì ít gì này một người ăn hơi to đấy đây thì xa hiểu xa gần thì đến thì vẽ tranh nó mới không bị buồn cười không có bố cái thằng ở xa cứ cho to tướng nha bỏ hết kiểu gần ngang nhau người bị ăn hơn kiểu gì em bảo tôi bảo giải thích cho mọi người cái bảo cái sai sai đấy là chính hay là sai là cái sai của anh là tất cả những người mới đi học nhé đều sai như thế. Cái này tụ quá không nó cũng là tương đối với cả nhiều khi vào tranh ấy nó tương đối thôi nhưng mà mình vẫn nắm được nhưng nó vẫn đúng có thể là cái này nó hơi tụ sai một tí là cũng được đây đường trên trời đây nó vẫn tụ đường trên trời mà thằng này nó vẽ tốt đấy chuẩn đấy anh cứ phải thằng này như cái thằng mẫu ấy là nó vẽ tốt đấy chê nó là đúng rồi. Nó thì sai. Không, tổng đấy, có cái là hơi sai cái này. Các học viên đang gặp vấn đề rất là rất đau đầu. Đó là luật xa gần. Thằng này nó sai như thế này. Cái này là nó hút xuống là bởi vì khi mà nó chạy đây nhá. Đây cái đường hút này đúng rồi. Đấy, đường hút này, đường hút này đây. Bác sĩ Soái đang phải giải thích cho các học viên. Đúng không? Về luật xa gần. Đây là một cái chất cắt ngang như thế. Cái góc, cái đôi như cái gì khối đây như cái cổng nàng nó gần giống thằng này này cái cổng nàng của anh nó đang cái này nó toàn cái chân nó đấy thì tất cả đường trên trời đến bên trên này đây đường bên trời trên mình gióng điểm tụ nhá thì thằng này phải lên thôi thằng này phải lên một tí thì nó mới sang được điểm tụ nó phải nằm như đường trên trời điểm tụ bất luận phải làm như đường trên trời không thể nào khác như điểm tụ của tất cả những cái vật thể bên dưới này còn mỗi có mỗi đấy còn mỗi cái đường cái mái nhà này hướng ở này thì xác định điểm tụ ở đây nhưng mà anh nhớ nhá đường của mái nhà là nó không tụ lên trên trời đâu nó tụ một cái điểm nào đấy song song với đường tụ của mình và cái điểm tụ với thì em cũng không cần nói là mình nó sẽ quá khó nhưng mà anh nên nhớ là cái đường này này nó là một hình thang không cân cái cạnh này với cạnh này có thể bằng nhau nhưng mà cái cạnh này là sẽ dài hơn cạnh này đấy thì cái này là tương đối đúng cạnh cạnh dưới dài hơn thấy chưa dài hơn rất nhiều luôn đúng rồi. Nhưng mà nhìn nó hợp lý không rất hợp lý đúng không thằng này nhìn sai thôi này nhìn sai tí này thôi này sai này cũng cả sai như này đấy cái này thẳng nhau cái đó là vẽ các cái cuốn nhà vào trong tranh mà mình không hiểu xa gần ấy là nhìn nó buồn cười lắm buồn cười mà chả hiểu tại sao cười đấy không hiểu mà này xa gần nó lung tung hết đấy tất cả mọi người lúc đầu tiên nghe cái nhà nó cảm giác nó trôi sông ấy đấy là về cũng là liên quan đến những xa gần mình không hiểu thì cho nó bốc ngày cao lên thì đấy, hiểu yêu cầu mọi người chăm chỉ ngồi yên một chỗ thôi quên có không đứng dậy không nhìn vào cảnh xấu cái hình ảnh của lớp học Thank you.
tính chất của thằng màu này thực ra là màu kim phúc nó đẹp, màu này là màu đẹp.
màu nó không tươi. Đấy, cái tinh thần như này. Sau đó làm hết như này rồi. Bạn chơi thì cũng uất chồng. Sau khi lợi khô thì cần thiết đẩy thì mình phải đẩy cái màu này. Đẩy một lần nữa, nhưng mà đẩy thì nó phải có chất lỏng, chỉ cần chỗ đẩy chỗ không. Màu chanh nhá. Màu chanh nhưng mà nhưng phải xong hết rồi, chứ lúc này em đẩy bằng chanh luôn là nó biết. Nó chưa khô này, đẩy bằng chanh nên nó biết. Khi là em nót em đẩy hết được những cái mảng như này. Nhưng cũng nhớ nhá, như hai mảng này nó có thể nó đang hơi đều nhau một tí. Đừng để cho mảng nọ mảng kia nó giống nhau. Thành cũng làm một ít cái chùa rồi ít vũ trụ vào ba, cái đoạn lối vào nó hạn tí được. Cả những tí bờ. Thì anh nghĩ là thằng này khi đập lên một thằng người khác thì cho nó cả cái chùa nó xanh quá. Xanh nó xấu. Ở đấy kiểu đấy mình vẫn cứ kệ thằng này mình cứ đập màu. Có thể màu xanh cái này hà lên một tí đập lên cái cộng trắng cái nọ phải bằng cơ cấu trúc ra ra và nó đi rồi cứ đập xuống thì bắt đầu ra mình vẫn phải để cả cái độ đập nó mới sâu. Sau lúc bắt đầu lại cầm những bút có thể lấy một màu đen hoặc màu vàng chấm màu vàng gảy lên cái này nó không sâu. Đấy thì cũng như hai cái mảng này bắt đầu nó cũng là nó có nhịp nhàng, nó đều, nó cũng không bị giống nhau nhiều, tại vì cái mảng dưới mình làm to hơn. Cứ như thế có thể một mảng như này biết tí như cái này biết tí bắt đầu tối biết tí cái mảng này lại to hơn. Chưa xuống đây mà tươi là cái hà hòa sắc của mình nó đều có xu hướng sáng lên nhưng mà nó nhiều sắc. Mình cái tranh là tươi là nó cảm giác nhiều màu sắc tươi. Thế còn tuy nhiên mà mỗi màu xanh non này bao trùm những cái tranh này nó lại thành xanh ngắt, nó phải là tươi đấy. Làm thank you.
lên hai màu rồi, chưa đợi mặt đất phẳng đỡ chống vị trí. Thank you.
ngắn gọn thế nhỉ? Có chỗ nó lên trên. Ngủ à? Đi thôi. Ngủ đâu? Ngủ bàn với. Biết lúc nào có bàn đến tay. Đấy. Có chất của mờ hơn. Thank you.
Trong thế thôi chứ anh nhãn quên đi trong loạt rồi mất
Bây giờ chấn ai nhỉ? Chấn ăn không đi đấy. Không lâu đâu thì ăn. Vậy là mấy anh. Nó khác, nó nhanh thôi. Anh lúc thì cái để cây nó khó thì mình đi nhìn nghe một gì mọi người. Nghe như tưởng là chưa có cái gì. Tám này đấy. Ăn ngon rồi. Nó phát múc cho em tí sạch. Đưa đây. Đưa phát đây. Quả cơ. Đang vào hình đấy. Lại quay à. Cái cảnh như thế này.